Trời ơi là trời. Nếu như ngày mai nó đuổi việc mình thì sao hả rồi? Nếu như ngày mai mà con Huyền Diệu nó đuổi việc mình á, thì cậu phải ngay lập tức cậu can thiệp vào ấy nhá. Nhưng mà cậu can thiệp bằng cách nào để cậu giữ mình lại, mình làm thư ký cho ai cũng được, cho cậu thì càng tốt, nhưng mà đừng có là thư ký cho nó nhá. Thôi được rồi, cậu đừng có nói nữa. Để được ngày mai xem mọi chuyện thế nào đã. Anh thấy Huyền Diệu thay đổi nhiều đấy chứ. Tôi không biết nữa, nhưng mà nhìn cung cách của cô ấy thì khác hoàn toàn trước đây. Mà này, tôi thấy thay đổi như vậy là hay đấy. Mà tại sao trước đây anh không phát hiện ra tiềm năng trong con người cô ấy để mà khai thác nhỉ? Tôi chẳng khám phá phát hiện gì hết. Không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Hình như anh hơi bị sốc ở chỗ này đúng Không sốc mới lạ. Tôi ngỡ ngàng là không còn Huyền Diệu mà tôi quen trước đây nữa. Khác hoàn toàn. Thế bây giờ anh định làm thế nào? Phải có phương án gì phòng chống khi cơn bão sắp tràn về chứ. Muốn tràn nó tràn, muốn ngập nó ngập, muốn lụt nó lụt. Chống làm gì cho nó mệt, tôi không quan tâm nữa. Ê này này, hay là anh thử lại lần nữa xem. Biết đâu anh vẫn có thể gây ấn tượng mạnh với cô ấy đấy. Anh biết người ta ghét quân khủng bố như thế nào không? Thì cô ấy ghét tôi y vậy đó. Bây giờ có Mai Lan kè kè kế bên nữa. Tôi không có cơ hội nào mà có thể gần gũi được cô ấy hết. Nghĩ cuộc đời cũng lạ. Trước đây là trợ lý của mình, nói một tiếng dân dân dạ dạ. Còn bây giờ tự nhiên làm sếp. Có quyền tống cổ tôi với anh ra đường bất cứ lúc nào. Đời nghĩ cũng hay. Thôi thì giờ phải quen thôi, biết làm sao giờ. Mà này, bây giờ tôi với anh á phải tìm cách giảng hòa với Huyền Diệu, phải tìm một lối đi khác. Tôi sẽ đứng đằng sau yểm trợ cho anh để xây dựng lại hình ảnh mà anh đã bị lu mờ. Thôi đi ông nội, ông xúi tôi như vậy chưa đủ hả? Làm cho tôi lên bờ xuống ruộng, giờ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, nhiêu đó chưa đủ nữa hay sao còn xúi nữa? Bình tĩnh, đừng có nóng, nóng giận hại gan. Bây giờ chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo để tìm ra phương án trong mọi trường hợp chứ. Có thể ngày mai chúng ta sẽ bị đuổi, à không, ngày hôm nay chúng ta sẽ đuổi ra khỏi công ty. Ngày mai anh sẽ bị tịch thu ô tô. Ngày mốt, rồi ngày mốt nữa, căn hộ của anh cũng bị tịch thu luôn. Rồi chiếc đồng hồ Longines, quần áo, đồ hiệu, giày dép sẽ bị tịch thu hết. Mà cô ta làm như vậy cũng đúng thôi. Tại vì chúng ta đã gây thiệt hại quá lớn cho công ty. Nhưng mà chúng ta phải vẽ ra thảm cảnh đó để không bị chui vào. Chúng ta phải đi men theo, men theo cái con đường mà cái khu vực đó đang gánh chịu thảm họa. Đúng không? Đi vòng vòng thôi. Mày làm gì hả? Tại sao không? Dám làm, dám chịu chứ. Thôi, tôi thì tôi không chịu được. Tôi đang chịu, tôi đang có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như thế này, bỗng dưng mất hết tất cả. Tôi không chịu. Còn anh muốn đầu hàng gì đó là việc của anh. Nhá. Thôi, giờ thấy thần sắc không đủ bản thảo nữa rồi. Về đi nghỉ đi. Về nghỉ đi. Trời ơi là trời. Nếu như ngày mai nó đuổi việc mình thì sao hả rồi? Này cậu, nếu như ngày mai mà con Huyền Diệu nó đuổi việc mình á, thì cậu phải ngay lập tức cậu can thiệp vào ấy nhá. Nhưng mà cậu can thiệp bằng cách nào để cậu giữ mình lại, mình làm thư ký cho ai cũng được, cho cậu thì càng tốt, nhưng mà đừng có là thư ký cho nó nhá. Thôi được rồi, cậu đừng có nói nữa. Để được ngày mai xem mọi chuyện thế nào đã. Trời ơi, lại phải chờ tới ngày mai. Thế đêm nay làm sao mà mình có thể ngủ được? Lại một đêm thức trắng, banh con mắt ra mà nhìn trần nhà mà không ngủ được. Mà giờ bây giờ mà muốn mua thuốc an thần để mà ngủ đi thì cũng chẳng có tiền để mà mua nữa. Trời ơi, một cái thời gian địa ngục, một thời gian chán ngán. Không tiền, không tình, không có ai cho mượn tiền. Thế cuộc đời như thế này là địa ngục rồi. Trời ơi cô. Xin lỗi. Cô vào có gì không cô? Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị Mai Lan. Có được không cô Phương Trinh?
Được chứ. Trời, sếp tổng muốn gì mà không được. Thôi, mời mời, mời cô. Cô ngồi đi. Tôi đang nghe cô nói đây. Chị Mai Lan à, từ bây giờ chị và tôi sẽ trao đổi thường xuyên hơn. Vì chúng ta làm việc chung nhóm, cho nên tôi muốn mọi việc được rõ ràng. Dù không ai muốn nhưng hoàn cảnh yêu cầu tôi phải ở lại. Khoan, việc yêu cầu cô ở lại đây làm việc cho công ty này là quan điểm của bác An Thi. Chứ thực lòng tôi không hề muốn công ty này rơi vào tay của cô và tay của bố cô. Mong cô hãy hiểu cho tôi. Cảm ơn chị đã rất thẳng thắn. Và tôi thích sự thẳng thắn trong mọi trường hợp. Nhưng chị Mai Lan à, tôi xin chị hãy bình tĩnh. Để kìm hãm sự khó chịu và bất mãn, để cùng tôi làm công việc chung của công ty được không ạ? Tôi không tin đây là mong muốn thực lòng của cô. Bởi vì tôi cảm giác có sự trả thù. Cô trở về công ty này, tất cả những gì cô muốn là trả thù lại những gì người ta đã gây ra cho cô từ những ngày trước. Chị Mai Lan à, nếu tôi muốn trả thù, tôi sẽ không trở lại công ty đâu. Chị Mai Lan à, tôi biết chị là người tự chủ, thông minh, có học thức. Chị đủ lý trí để nhận thức rằng tôi không hề có ý định trả thù ai, trả thù bất cứ một việc gì. Tôi không thù hằn và không oán hận bất cứ một việc gì cả. Nếu tôi muốn mời chị cộng tác để cùng làm việc, có nghĩa là SBBT rất cần một người giỏi giang như chị. Tôi rất cần chị hỗ trợ. Mặc dầu giữa chị và tôi có nhiều sự khác biệt, nhưng dù sao chị cũng là người quan trọng của công ty. Tôi chỉ nhắc lại một lần nữa là tôi không thù hằn ai cả. Mặc dù có lúc chị ghét tôi, theo dõi tôi và chờ đợi để có thể lúc nào đó xúc phạm tôi nữa. Phải. Tôi rất tiếc phải nói là tôi chưa bao giờ tôi ưa cô cả, cô Huyền Diệu ạ. Kể từ khi tôi nhìn thấy hồ sơ xin việc của cô, tôi đã không bao giờ đồng ý cho cô bước chân vào công ty này và trở thành thư ký của anh An Đông. Tôi không bao giờ đồng ý chuyện đó cả. Rồi sau đó thì sao? Cô tiếp tục chinh phục và trở thành người tình bí ẩn của anh ấy. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu tại sao mà tôi không bao giờ tôi có thiện cảm được một chút nào đó với cô. Cho nên đừng bao giờ tự hỏi mình là có khi nào mà tôi suy nghĩ lại hay không, cho dù là cô có trở thành tổng giám đốc của SBBT đi nữa. Không, và tôi cũng không hy vọng. Tôi không hề hy vọng chị sẽ nghĩ khác về tôi. Điều duy nhất tôi mong muốn ở chị là đừng bao giờ chị có ý nghĩ tôi sẽ trả thù chị vì những điều chị đã làm với tôi đâu. Điều đó rất vô lý. Mong muốn của cô thật sự vô lý. Đặc biệt là trước những thảm họa mà cô đã gây ra cho tôi. Cô không cảm thấy như vậy à? Chị không rơi vào hoàn cảnh của tôi thì chị thấy nó vô lý. Tôi đã làm một sai phạm nghiêm trọng và tôi đã mắc sai lầm về quan hệ tình cảm với anh An Đông. Tôi đã rất hối hận vì điều đó. Nhưng mà chị không thấy là giữa chị và tôi có nỗi đau khổ giống nhau sao? Từ đây về sau, mối quan hệ của chị và anh An Đông tôi không quan tâm nữa. Tôi đã thành người vô cảm rồi. Tôi và anh An Đông đã quay lại với nhau. Cô biết rồi chứ? Chúng tôi đang cố gắng làm lại từ đầu. Cố gắng hàn vỡ tất cả. Hàn vỡ tất cả những gì từ khi mà cô bước chân vào giữa chúng tôi và chen ngang và phá hủy tất cả. Chúc mừng chị. Tôi mong cho hai người hạnh phúc. Và sai lầm giữa tôi và anh An Đông sẽ không có nữa đâu chị ạ. Chị yên tâm đi. Cảm ơn. Giá mà tình cảm có thể đem ra làm bản khế ước thì tốt nhỉ. Thật khó tin. Chị Mai Lan à, tôi đã đưa cho chị bức thư nói chính xác chuyện xảy ra giữa tôi và anh An Đông rồi mà. Chị có biết cảm xúc của tôi dành cho anh ấy bây giờ là cái gì không? Đó là nỗi hoảng sợ. Tôi đang cố hàn gắn lại cuộc sống của mình từ những mảnh vá còn lại thôi. Nếu chỉ vì bản thân tôi thì tôi đã không quay lại. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh An Đông nữa. Tôi muốn đi xa khỏi anh ấy mãi mãi đi chị ạ. Tôi hiểu. Tôi đã nói rõ với chị tất cả những vướng mắc của chúng ta rồi. Chào chị. Chúng ta sẽ gặp nhau trong cuộc họp tới. À khoan đã. Bây giờ có rất nhiều nhân viên muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô với công ty. Và tôi không muốn ai biết về chuyện này cả. Đừng bao giờ nói với ai về chuyện giữa cô với anh An Đông và anh Mạnh đã gây ra. Đặc biệt là chuyện giữa cô với anh Đông. Càng ít người biết càng tốt. Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ? Thực sự là tôi không bao giờ muốn xới nỗi buồn nó lên đâu chị ạ. Dù chỉ là kể lại thôi, tôi cũng là người có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh không kém gì chị đâu. Tôi không muốn mình là con tin để nỗi đau khổ giam cầm. Và tôi không muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa.
Cảm ơn cô. Xin phép. Chị, chị đoán thử xem hôm nay ai sẽ là người bị sa thải. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Tấp nới đó. Cô làm như là chỉ có mình cái công ty này có tiền trả tiền lương cho tôi vậy đó. Chứ cần tôi búng tay một cái thôi là ối công ty trải thảm đỏ rước tôi về. Cháu chào bác. Mai Lan có trong phòng không cháu? Dạ, đang nói chuyện với sếp mới ấy bác. Chuyện gì nhỉ? Thì chắc là nói về chuyện của cháu. Để bác gặp Mai Lan xem sao. Dạ, cháu đi với bác. Chào bác ạ. Hey, Diệu. Diệu. Diệu, 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 nói nghe nè. Chào bác. Mai Lan, con vừa nói chuyện với cô Huyền Diệu à? Này, thế chừng nào con bé kia nó yêu cầu mình phải viết đơn xin thôi việc đấy. Bọn tôi không nói về chuyện đó. Cậu với nó không nói về chuyện đó thì nói về chuyện gì được? Nó chả mong đuổi mình ra khỏi công ty này càng sớm càng tốt à. Bây giờ tớ mệt lắm, tớ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Mai Lan, dạ. Bác cháu mình đi ăn một chút gì đi. Nhấm nháp một chút rượu vang để thư giãn. Được không con? Bác, ý kiến bác hay, bác cho cháu đi với đi. Chứ cháu ở trong cái công ty này cháu cũng phát điên á. Đi đi bác. Có chuyện gì vậy con? Bác ơi, con nghĩ chắc là chuyện liên quan tới anh Đông nó mới ủ rũ thế này nè. Phải vậy không? Nếu đúng là như thế, con nên đi gặp nó ngay đi. Trời ơi, đi đi, còn đứng nó làm gì nữa? Hay là cậu bị bệnh tâm lý rồi, cậu sợ là cái con kia nó gần gũi anh phải không? Tôi không biết, bây giờ thực sự tôi không biết phải làm gì nữa. Mai Lan ạ, bác nghĩ là con nên lật sang trang mới của cuộc đời mình đi. Nên bỏ qua cho anh Đông và cả cô Huyền Diệu nữa. Này, đây chính là lúc con có cơ hội để thử thách bản lĩnh của cuộc đời mình đấy. Chắc chắn là con tóc nối đang lo bị đuổi việc lắm á. Ê, bồ có định sa thải con Phương Trinh không giờ? Nếu mà nó làm thư ký cho bồ á thiệt hồi hộp giống như là phim hành động của Mỹ vậy đó. Không biết làm sao nữa. Tớ cũng không biết nữa. Ngày mai tớ sẽ suy nghĩ kỹ xem là sẽ làm gì với cô ta. Thôi bỏ đi. Thì Diệu, tụi mình định là ngày mai sẽ tổ chức một cái party nho nhỏ để chúc mừng bạn Linh chứ. Ừ. Thôi cảm ơn mọi người. Chuyện xảy ra chỉ là... Nè. Không có được từ chối nha. Bồ mà từ chối là nghỉ chơi luôn á. Hồi giờ Huyền Diệu là sếp rồi, không có được nói chuyện với Huyền Diệu cái kiểu đó. Đâu phải bạn bè cá mè một lứa như vậy. Xin lỗi Huyền Diệu nha. Sếp, sếp, sếp. Sếp. Đừng có nói thế mà, chuyện thật là vớ vẩn. Càng nói thì tớ càng chán nản á. Không muốn ở đây ngày nào nữa đâu. Thôi, giờ cho tụi mình đi ra ngoài 5 phút thôi. 5 phút thôi, không có nhiều đâu. Trời ơi, mình có đi ra ngoài 15 phút cũng đâu có sao đâu, đúng không Huyền Diệu? Dù gì thì tụi mình với Huyền Diệu cũng là chỗ quen biết. Nè, chuyện Huyền Diệu lên làm tổng giám đốc thì cũng khó tin, nhưng mà xảy ra rồi. Mà dù sao cũng chúc mừng Huyền Diệu trước đã, rồi chuyện gì thì hậu xé. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không bao giờ đi khỏi đây cho tới khi nào người ta tới, người ta giải quyết xong công việc của tôi thì thôi. Cô này ngộ quá à. Tôi đã nói là cô đi về đi, không có được. Nè, đi đâu, đi đâu? Tôi nói cô không nghe hả? Cô đi về đi. Chị tránh ra đi. Có chuyện gì vậy? Anh. Hả? Em có chuyện này muốn nói với anh nè. Tôi nói với cổ là ngày mai cô hãy quay trở lại. Thôi được rồi, để tôi giải quyết cho. Ngồi đi Thảo My. Có chuyện gì vậy? Nè, Thảo My nè, tôi khuyên cô đừng nó làm náo loạn công ty này nữa. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô, nhưng rất tiếc tôi không phải là người đưa ra quyết định về tiền bạc. Cô cũng nên thông cảm á. Là công ty mới thay đổi tổ chức và tổng giám đốc điều hành đó. Nhưng mà thôi được rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giúp cô với điều kiện có thể. Nè. Dạ. Tôi bây giờ mình có thể ra ngoài kiếm cái gì uống một chút, rồi chúng ta sẽ bàn cách giải quyết ha. Mình đi đâu giờ anh? Thì thiếu gì chỗ, ở đâu cũng được. Chị Sâm, chị thanh toán tiền trợ cấp thôi việc của Thảo My đến đâu rồi? Không có vấn đề gì đâu Diệu à. Nhưng mà chưa có thanh toán được, tại vì chưa có ai ký phiếu chi.
Thảo My à. Dạ. Ngày mai cô đến văn phòng của tôi nhé. Chúng ta sẽ thảo luận tiền trợ cấp thôi việc của cô. Dạ em cảm ơn chị nha. À nè nè Thảo My, à, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể gặp nhau, tôi giải quyết cho ha. Dạ. Này cô. Anh. Thế vẫn lượn lờ suốt từ chiều đến giờ ở đây đấy à? Chắc là em phải đi liền. Chị Quyền Diệu hẹn em sáng mai tới giải quyết rồi. Thế là có điều kỳ diệu có thể xảy ra rồi đấy. Thế cô đã nhận được lời mời làm việc một cách chính thức nào chưa? Dạ chưa anh ơi. Chắc em bị đói đến dài cổ luôn á. Nếu như tôi có ý định nhận cô làm việc trở lại thì cô nghĩ sao? Cái gì? Thì các anh. Tất nhiên. Này, con mẹ béo phì nộn này, chết trương, đừng có trợn mắt lên như thế. Hai con người nó rơi xuống bây giờ. Tôi rất muốn hợp tác với một con người mà có ba số đo đẹp hơn cả cái tâm của cô ta, bởi vì nó hoàn chỉnh hơn nhiều. Anh Hùng Long à, bao nhiêu lâu nay tôi đã cố gắng tôi tu thân tích đức rồi, tôi có làm cái điều gì ác, cái điều gì hại ai đâu chứ. Nhưng mà nếu bây giờ anh đưa ra một cái quyết định như vậy á, là anh dồn ép một cái người vô bước đường cùng như tôi này trở thành một tội phạm, anh hiểu không? Úi giời ơi, úi giời ơi. À thế à, cô thích ra làm những cái việc rất là gây scandal phải không? Cô thích làm những việc mà báo chí vẫn đăng cái gì? Tức là cô sẽ tạt axit này, cô sẽ cắt gân này và nhét cô ta vào chuồng chó chứ gì? Tôi nói thật với cô nhé, tôi rất thích những người mà lời nói và việc làm đi đôi với nhau nhé. Làm được làm đi. Cùng lắm ấy, SBBT này mất một người có cái cặp giò còn cong hơn cái cặp giò heo là cô. Anh xin Tùng, anh hãy thảo ngay hợp đồng với lại cô bé này, cô Thảo My, người có gương mặt rất khả ái và thân hình cân đối nhé. Tôi muốn làm việc với người ta. Anh Hùng Long, anh không bao giờ chịu nghe lời người khác nói hết đó hả? Thôi được rồi, anh muốn mướn thì anh mướn đi. Nhưng mà anh nên nhớ nha, bây giờ tổng giám đốc Quyền Diệu mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ghê gớm chưa? Ghê không? Hăm dọa. Tôi quên mất một điều là có một điều kiện cần và đủ là chúng ta đã có nữ tổng giám đốc là Huyền Diệu và phải có 6 phó tổng giám đốc giúp việc. Đó là lấy ra từ nhóm G7, đúng không? Thì công ty của chúng ta mới hùng mạnh, mới trở nên thịnh vượng. Cô này, cô quên mất một điều nữa là Hùng Long này là ai? Trên là trời và dưới là anh ta. Anh ta dứt khoát không chịu chi phối bởi bất cứ ai, kể cả những ai mà dính dáng chuyên môn của anh ta. Anh xin Tùng, tôi muốn anh ký hợp đồng ngay với cô ta để ngày mai tôi nhận cô bé mà có thân hình cân đối với gương mặt cả ái này sẽ có mặt và làm việc tại phòng thiết kế của tôi. Còn nếu không ấy thì tổng giám đốc Huyền Diệu ngày mai sẽ nhận được đơn xin thôi việc của tôi. Đó là quyết định cuối cùng của tôi. Và đó chính là Hùng Long. Cảm ơn anh nha. Quyền Diệu à, em đừng bao giờ nhân nhượng với cái loại người như vậy nha. Bây giờ nếu như mà em không có nắm gót chân của ổng, em gỉ xuống á, có ngày ổng sẽ leo lên ổng túm tóc em. Chị nói thiệt đó, bây giờ ổng đang chơi cái đòn phủ đầu để cho em không có khả năng em trở tay kịp, hiểu không? Em hết sức bình tĩnh để thể hiện cái bản lĩnh của mình. Bây giờ trước tiên á, em phải cho con nhỏ này biết nè, em không phải là người dễ dàng thỏa hiệp đâu. Chị, cho em gọi nhờ điện thoại nha. Điện thoại của cô đâu? Sao cô không gọi? Dạ điện thoại của em bị cắt rồi, tại quá hạn nộp tiền á. Chị xăm nè, chị giữ tiền hết trơn à. Nè nè nè, cái cô kia, tôi làm gì mà cô nói vậy chứ? Cơm ai nấy ăn, áo ai nấy mặc, tôi làm gì cô đâu mà cô nói. Mà tôi thấy cô cũng tài thiệt á nha. Từ một cái kẻ giật chồng của người khác, rồi bây giờ hả, trở thành một nạn nhân đi cầu xin sự thương hại của mọi người. Cô không biết xấu hổ hả? Cô không có liêm sỉ hả? Alo, anh hả? Em đang ở SBBT nè. Em được anh Hùng Long nhận vô làm rồi. Dạ. Tất nhiên là chị Sâm chị đâu có thích. Chị Sâm à, anh Vũ sao rồi? Em nghe nói là anh ấy bị tạm giữ ở trụ sở công an á. Thì giữ mấy ngày thôi. Bây giờ họ cảnh cáo rồi phạt tiền rồi thả ra. Nhưng mà bị cơ quan đuổi việc rồi. Dạ. Có, chị đang đứng trước mặt em nè. Dạ anh đợi chút nha. Anh Vũ muốn nói chuyện điện thoại với chị nè. Không có chuyện gì để nói hết á. Chị làm ơn đi, ảnh muốn nói về chuyện tiền bạc đó. Xong mà cô làm ơn đừng có gây sự với Thảo My nữa được không? Hả? Làm ơn cái đi. Nè, anh đừng có dạy đời tôi. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Mỗi người tự chịu trách nhiệm về cái lựa chọn của mình. Nhưng mà anh nên nhớ, anh còn có trách nhiệm với hai đứa con mà kêu anh bằng ba nữa đó.
Nếu mà anh có bị cơ quan đuổi việc á, thì anh có phải chạy xe Honda ôm hay là làm bất cứ một cái chuyện gì khác, cũng ráng để dành một chút tiền á, mà cho con ăn học với nuôi bản thân của anh á. Đừng có ngồi ở nhà mà kiếm chuyện với tôi. Nếu mà anh cảm thấy anh còn chút liêm sỉ á, thì đừng bao giờ sống bám vào váy đàn bà, nhục lắm. Thôi, cô đừng có lên mặt dài tôi nữa. Nói khơi khơi thì ai nói cũng được hết á. Tôi biết mình phải làm gì mà. Mà trước tiên á, cô làm ơn, muốn khuyên gì tôi cũng được hết trơn á. Mà cô làm ơn cô trả tiền lại cho Thảo My trước cái đã. Cô đừng đẩy cuộc sống của chúng tôi vào con đường cùng. Còn nữa, cô đừng ngăn cản Thảo My làm việc ở đó. Nếu như cô ấy được nhận lại, trước khi mà tôi muốn kiếm tiền, có việc làm để phụ giúp cô nuôi hai đứa con, thì cô phải nghĩ một điều là tôi phải còn sống tôi mới làm được chuyện đó chứ. Đồ hèn, đồ ích kỷ. Huyền Diệu à, em cứ làm những cái gì mà em cho là đúng và cần thiết. Em không cần để ý đến lời đề nghị của chị đâu. Chị không muốn làm khó em vì một người đàn ông không ra gì. Chị cũng không thể nào hiểu nổi tại sao ngày xưa chị có thể yêu và lấy một người đàn ông mà hèn hạ như vậy nữa. Bây giờ lại còn sống bám vào đàn bà. Cảm ơn chị. Cô Thảo My à? Dạ. Sáng mai cô đến đây và bắt đầu công việc đi. Dạ, cảm ơn chị. Anh, chị Quyền Diệu đã chấp nhận cho em trở lại làm rồi. Dạ, bây giờ chị là tổng giám đốc của SPPT đó. Dạ, em về ngay. Anh đợi em ở nhà nha. Dạ. Cảm ơn chị nha. Bao giờ mình ký hợp đồng với anh? Cô hay quá, được việc rồi gì. Thôi được rồi, ngày mai cô đến lúc nào tôi sẽ thảo hợp đồng lúc đó. Vậy nha. Dạ, mai em sẽ đúng giờ. Ừ. Mong anh giúp đỡ nha. Rồi, rồi. Cảm ơn anh Sinh Tùng nha. Chào mấy chị, em về. Em bé dễ thương quá à. Chị Sâm, đừng có tức giận nữa. Mau già lắm á. Ờ, chị, mấy chị Sâm, thôi mình đi đi, không thôi Hương đợi lâu tội nghiệp đó chị. Đi chị. Đi. Bây giờ tự nhiên tôi muốn say quá à. Mình đi nhậu ăn mừng đi. Đi Nguyên Diệu. Chị Mai Lan, ngày mai gặp nha chị. Tại sao lại thế? Anh. Anh, em định đi tìm anh quyết định đi đâu không? Anh cũng chưa biết nữa, anh thấy không còn việc gì làm ở đây hết. Thế bây giờ anh định làm gì? Anh cũng thấy hơi mông lung lắm, anh cũng định đi tìm em đó. Thế á? Ừ. Mẹ anh rủ em đi ăn tối và em đã đồng ý, trước khi về em gọi cho anh nhé. Ừ, anh chờ. Bây giờ anh định đi đâu, về nhà hay là đi đâu nữa? Anh cũng chưa biết nữa, anh muốn ở một mình, chắc anh đi với anh Mạnh một chút. Vậy thôi, vui vẻ anh nhé. Ừ. Em sẽ gặp lại anh sau. Ừ. Nguyên Diệu, hai sếp làm lành với nhau rồi đó. Vâng, như vậy thì thật là tốt cho họ. Không, em có xuống không thôi. Đi chị, không thôi Hương nó đợi lâu, nó còn nhằn nữa. Đi, đi, đi. Đi, đi, đại đi, đại đi. Anh có xuống luôn với tụi em không? Em đi, anh chờ anh Mạnh chút. Tiệt tùng, ru chè. Sao không lúc nào em biết từ chối vậy? Em á, em ship anh sau cái đám G7 phải không? Không phải. Nhưng mà hôm nay Huyền Diệu được thăng chức, chẳng nhẽ nhóm G7 lại không nâng cốc để chúc mừng. Mà em mà vắng mặt thì mọi người lại nghĩ là ghen ghét, đố kỵ với bạn gái. Không, thì em thề em không. Tại sao không rủ anh cùng đâu chúc mừng chứ? Anh muốn chúc mừng. Bộ em tưởng là anh không mừng cái sự kiện quan trọng nè. Một cô gái xấu gầm trời luôn, bây giờ đẹp ra. À, lúc trước bỏ công ty, bây giờ trở lại ngồi chầm hổm trên cái ghế tổng giám đốc. Đó là sự kiện có 102 ở công ty SBT. Phải cho anh chúc mừng chứ. Chứ lại anh có cơ hội bên cạnh em. Nhưng mà anh không đủ tiêu chí. Anh không hề thiếu tiêu chí gì cả. Đi toilet ngồi. Thì vì em, anh sẵn sàng ngồi. Chứ đâu phải lúc nào đứng mấy chút nỗi buồn được đâu. Thôi mà. Tự dưng bây giờ một mình em có bồ đi cùng, còn mọi người thì cô đơn à?
Em thề là em sẽ đến chỗ nào mà không có đàn ông, hoặc là rất ít đàn ông thôi. Em thề là em không uống rượu, không nhảy nhót. Em trong sáng từ đầu đến chân. Khó chịu cái chữ ít đàn ông đó, nghi lắm. Mọi người ơi, anh Mập tôi đang chờ ở ngoài á, mọi người nói một tiếng cho tôi đi với nha. Chị Mai Lan, chị có mấy bì thư vừa gửi tới ạ. Ai đi cũng được, mình Thanh không đi được thôi. Trời ơi, có con nhỏ thì làm ơn về nhà coi con đi. Nè, nói cho nghe nè, chồng dù có dễ tính bao nhiêu, có yêu vợ bao nhiêu, cũng không thể nào mà ở nhà giữ con nhỏ cho vợ mình đi chơi được hết trơn. Đi về, không đi đâu hết trơn á. Nhưng mà hôm nay là trường hợp đặc biệt mà chị. Mình sống thì phải linh hoạt một chút chứ, lúc nào cũng phải có ngoại lệ chứ, đúng không? Đúng. Anh rồi. Phê, anh có thấy cô Tuyết Mai với Phương Trinh xuống đây chưa? Họ đang chờ chị bên ngoài. Mai này. Mọi người ơi, bữa nay em không thể vắng mặt được đâu. Anh cũng không cho em đi. Gì? Anh định giở trò cắm cột mốc đó à? Chứ sao? Em không thấy trên Nam Cực cũng có lá cờ của Việt Nam mình cắm trên đó à? Bất kỳ công dân của quốc gia nào một khi tìm được vùng đất mới có quyền cắm lá cờ tổ quốc mình trên đó. Cái khu vực mà anh đang sở hữu này, nó không to lớn nhưng mà nó thiêng liêng. Anh đang lập lại chủ quyền của anh. Anh cảm thấy là cái khu vực này đang chuẩn bị nổi loạn, đòi ly khai, đòi độc lập đó. Thôi rồi, bọn em sẽ đến Cực Lạc. Đến Cực Lạc làm cái gì? Xem xét xô. Xét xô. Anh điểm sao nhở? Cái gì đó? Thế không nhồi nhét được cái gì sạch sẽ hơn vào đầu à? Đó là một nơi rất là yên tĩnh, chỉ dành cho những người lịch sự đến trò chuyện gặp gỡ thôi, không phải là cái thứ như anh nghĩ đâu. Chắc không? Chắc. Mua thêm rượu. Đi xe cậu hay là đi taxi? Tớ đâu có ô tô đâu. Hả? Sao vô lý vậy? Tổng giám đốc của một công ty danh tiếng nhất nhì trong làng thời trang mà lại không có xe riêng là sao? Thôi thì gọi taxi, tụi mình cùng đi được không? Thôi, đây là tất cả dồn lên xe Mập của tôi đi chung đi. Thôi không được. Buổi tiệc hôm nay đã đề ra là không được mang theo trẻ con và đàn ông rồi mà. Hay chị để em bé chồng chị trông đi xong bọn mình tự đi. Trời ơi, tôi mà để em bé ở nhà là ông bắt tôi nhà luôn á. Không, bây giờ chị đừng có lo, bây giờ chị cứ ra chị nói cứng với ổng đi. Ổng mà lộn xộn để tụi em giải quyết cho, yên tâm. Mọi người ơi, ta đi thôi. À đây. Chào xe. Đi Hương. Dạ. Đi. Đi con ơi. Ừ. Anh nói thiệt nha, em mà không cho anh biết cái chốn Cực Lạc đó ở đâu, tối nay anh ăn thua đủ với em. Cho anh biết chỗ nó chỗ nào, tối anh tới anh đón chứ. Hôm qua em đã nói rồi, hôm nay đi bàn chuyện của phụ nữ. Đàn ông đi làm gì, thôi ở nhà đi, mai em đền gấp đôi. Thôi, anh không có ham. Ăn phải ăn từ từ, ăn gấp đôi sức nào chịu nổi. Anh nói thiệt nha, em đừng có biến cái chốn thanh tịnh cho cái đám dân cài nha. Mà em á, nhìn cứ như là mảnh đất hoang vậy đấy. Nghe cái tên Cực Lạc là khó chịu rồi. Chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Bọn họ kéo nhau đi ăn mừng quyền diệu. Hết chỗ nói. Nghe cái tên khó chịu. Chuyện nhỏ như con thỏ vậy, có gì đâu. Không nhỏ đâu. Công ty mình bây giờ là âm thịnh dương suy rồi. Mà tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi dựa vô phần âm đó đó. Họ đi đâu vậy? Nói nghe. Cực Lạc. Nghe cái tên đó có ổn không? Khó chịu không? Thì họ có miền Cực Lạc của họ, anh có miền Cực Lạc của anh lo gì? Khó lắm sếp ơi. Tôi không có tiền và không có chỗ dựa. Có kế hoạch gì không? Chưa. Còn sếp, chắc sếp cũng là triệu phú thời gian giống như tôi. Tôi có 2 tiếng rảnh, muốn đi với tôi không? À, sếp rủ tôi đi nhậu à. Chỉ có 2 thằng à. Xin lỗi sếp, ý tôi nói là chỉ có tôi với sếp thôi à. Được, cũng được. Tôi với sếp tạo thành một cặp vừa đẹp trai vừa lịch lãm, thế nào gái cũng bu. Chờ tôi chút đi, tôi sửa soạn đã. Nhưng mà nha, cái vụ mà chi phí rồi đó là tôi không có lo được đâu nha. Tất nhiên tôi chỉ có thể lo được một vài chi phí đặc biệt, ví dụ như là gửi xe ha. Bây giờ đi phải không? Ừ. Ok. Đi xe của sếp hay xe của tôi? Xe tôi hả? Tôi không đảm bảo an toàn cho sếp đâu nha. Nhưng mà yên tâm đi, nếu mà sếp xỉn á, tôi sẽ đưa sếp về tận nhà giống như mọi hôm. Nói nhiều như đàn bà, đi xe của tôi. Ok. Vậy là vui ha, đủ ha. Sao cái bầm chưa hết hả? Chuẩn bị chuyển qua anh rồi đó. Sếp, sếp. Anh Đông nói với con tối nay nó đi đâu? Bác quên không bảo nó đi cùng.
Anh ấy mà biết Phương Trinh đi cùng con với bác thì anh ấy chẳng đi đâu ạ. Trời. Tôi xin lỗi nhưng mà đó là sự thật. Ban đầu là anh ấy định đi uống rượu với anh Mạnh, nhưng sau đó khi nhìn thấy Huyền Diệu với đám bạn đi ra thang máy thì anh ấy đổi ý không đi nữa. Thôi kệ nó. Theo bác thì nó đang có ý định phục thiện đấy. Điều này cũng không dễ. Tội nghiệp. Bác ơi, cháu nói bác đừng có giận cháu ấy đó. Thực sự bây giờ anh ấy lớn rồi, chứ có phải là con nít nữa đâu. Mà toàn bộ những cái chuyện bây giờ gợi xảy ra là tại vì anh ăn đông không à? Không những phản bội rồi lừa dối Mai Lan, bây giờ lại còn hạ thấp chính bản thân mình khi mà đi quen chung với cô Huyền Diệu nữa. Này, tôi nói thật với cậu nha. Cậu cần phải khẳng định cái chủ quyền của mình với anh Đông với cô ta. Mà nếu như cô ta còn dở những cái thủ đoạn mà xấu xa gì nữa đó thì nên rút lui trước khi mà sự việc nó quá muộn. Thì tôi đã làm như vậy rồi. Nhưng mà quả thật là tôi, không quen với việc giành giật tình yêu theo kiểu đó. Thế nào á? Này cháu, cháu cho bác một một bát súp rau. Dạ, súp rau. Cái gì nhẹ nhẹ thôi. Yeah, và một món cá gì đó. Yeah. Cho tôi một súp kem tôm nhé. Thế sao bác với lại Mai Lan ăn ít thế? Này, cho chị một chén súp vi cá Hồng Kông. Đây, rồi ha. Món đó là món đầu tiên. Sau đó là tới sườn cừu hầm với lại mật ong. Mà phải đúng là sườn cừu nhá. Dạ. Thế bác không gọi cái gì bột bột ăn à? Mì, thôi cháu. Mì Bacchetti nhá. Không, bác đủ rồi. Thế thì cho chị một dĩa mì Bacchetti loại chung với lại bò úc hầm ha. Ủa gì kỳ vậy? Thế bác với Mai Lan không gọi đồ trắng miệng luôn hả? Cho chị 3 ly kem. Dạ. Yeah. Ừ. Dạ yeah, rồi. Thôi mà bác không ăn thì có gì để cháu ăn phụ cho nhá. Còn dùng gì nữa không chị? Thôi được rồi, cảm ơn. Anh đi làm nhanh nhanh lên đi. Tôi đói lắm rồi. Này. Tôi định ăn xong thì cậu phi thẳng đến bệnh viện luôn à? Là sao? Ăn nhiều buổi tối rất dễ đau bao tử đấy, rồi lại chóng lên cân nữa. Bác ơi, thì về lý thuyết là như vậy, nhưng mà khổ lắm, cháu có mấy khi được ăn thịnh soạn như thế này đâu mà có ai chăm lo bữa ăn cho cháu đâu. Dạo này bác thấy cháu cũng xuống cân đấy. Bác tưởng là cháu đang áp dụng một chế độ kiêng khem ngặt nghèo cơ đấy. Vâng, khổ lắm. Cháu nói thật với bác là vô cùng ngặt nghèo. 24 tiếng trong vòng một ngày, 30 ngày trong vòng một tháng và 12 tháng trong vòng một năm. Nhưng mà sự thật thì không phải là như vậy. Sự thật là bây giờ cháu đang ăn cầm chừng để mà sống qua ngày thôi. Không ai mà có thể tin được là một thư ký của tổng giám đốc một công ty thời trang nổi tiếng mà lại khổ giống như cháu, mà Mai Lan là người hiểu rõ nhất điều này. Cậu nói như vậy mà cậu nghe được à? Cậu thể đi hỏi các thư ký ở các công ty lớn khác xem có thư ký nào được hưởng mức lương cao như cậu không. Này, với mức lương mà trả cho cậu ấy, tớ có thể thuê được nửa tá thư ký thạo việc và sẵn sàng làm 18 tiếng một ngày nhá. Đơn giản là bởi vì cô ấy đang nợ tiền nhà, nợ tiền bởi vì là tiêu xài hoang phí quá vì quen với cả lối sống khi còn là vợ của một ông chồng đại gia rồi. À này, cậu nợ tớ bao nhiêu tớ quên chưa ghi lại đấy, bao nhiêu hả? Bác thấy không, Mai Lan nói chuyện quá là phũ phàng đối với cháu. Cậu này, mình là bạn thân của cậu, bất kể khi nào mà cậu gặp chuyện gì buồn á, mình cũng là người coi như là tâm sự chia sẻ. Bác không biết đâu, cháu không phải là cháu ngồi cháu kể công nhé. Cháu giúp đỡ Mai Lan rất là nhiều chuyện mà không bao giờ cháu than thở hết, tại vì cháu làm điều đó là vì tình bạn. Mà thấy bây giờ cô ấy lỡ phũ phàng với cháu như vậy á, mà khổ lắm đi. Trời bác ơi, các cụ đã nói rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn. Mà chưa gì đã ngồi la mắng tớ rồi. Ơ hay nhở, sao đồ ăn lâu thế? Ok, thì được rồi. Cố gắng sống cho đến ngày mai đi để xem mọi chuyện như thế nào. Mà tốt nhất là cậu hãy nói tất cả những cái chuyện hồi nãy với tổng giám đốc mới của SPBT đi. Chắc chắn là cô ta sẽ hết lòng quan tâm, chăm sóc và giúp cho cuộc sống của cậu dễ chịu hơn đấy. Gớm, nói với cô ta, trời ơi cô ta chả ghét mình như hủi á. Cháu còn đang sợ đây này bác. Không biết ngày nào thì cô ta sẽ quăng cháu đi ra ngoài đường giống như là quăng một cái giải rác vậy đó. Mà trong khi đó thì lúc nào cũng cưng chiều cái đám gờ, cái đám gờ nhiều chuyện đó. Suốt ngày chứ, thấy đi ra là tám, đi vào buôn dưa lê, chẳng có lo làm việc gì hết trơn á. Mà lại lúc nào cũng được cô ta che chở ô dù cho. Cháu nói thật với bác nha, cháu bây giờ cháu phát điên lên rồi khi mà cháu phải làm việc cho cô ta và suốt ngày phải nghe lệnh này lệnh nọ của cô ta. Không biết là chịu đựng được bao nhiêu ngày nữa, không khéo ngày mai tới công ty đột quỵ chết cũng nên. Thật tình. Đi, lo. Không ai nói làm sao mà anh ấy biết được. Mà cầm mai tới lộ nha. Em làm như là anh khờ lắm vậy đó. Không biết đây là vũ trường hay sao. Nhưng mà một tí nữa anh tới đây đón chị về mà. Thôi em không ngốc như vậy đâu.
Em đã nói nhỏ vào tai anh ấy là em sẽ đưa chị về tận nhà, không phải lo. Cứ yên tâm ở nhà ôm con chờ đợi chị về làm ca ba. Lỗi mấy chị dùng gì? À, cho em rượu vang đỏ đi. Cô không thích chỗ này à? Không phải. Mà tớ không biết làm sao gọi điện về nhà cho bố tớ, không thôi kiểu bố tớ điên lên mất ấy. Dần. Đoạn đằng kia kìa. Nhanh lên nhá. Ừ. Trời ơi, mày làm ơn mày ngưng cắt móng chân cho tao. Bác hỏi coi, hả? Tại sao con Diệu nó làm gì ở công ty BBT mà giờ này nó chơi chiêu về cái là sao? Hả? Sao con biết được? Con ở nhà suốt sáng giờ bác hỏi con hỏi ai? Bà, vô phòng con Diệu, có cái sổ điện thoại của nó đó. Có cái số ở văn phòng nữa không? Bà lấy cái sổ ra đây để tôi gọi xuống văn phòng nó coi. Trời ơi, bác đừng có làm vậy mà. Quyền Diệu bây giờ lại là một người khác hẳn rồi. Là người đứng đầu của một công ty mà công ty lớn nữa. Ha, Diệu nè, là sếp rồi á thì sẽ đi chiêu đãi khách nè, họp hành nè, thương thuyết nè, dẫn khách VIP đi nhà hàng nhậu nhẹt không, ăn uống, thương thảo hợp đồng. Bác đã từng đi làm rồi, bác biết rõ đúng không? Làm sếp cực lắm. Đụng rửa ông ơi. Rửa rửa cái gì? Ba với thằng này là chị dội là báo che cho con. Dội báo che cho con Diệu thôi à. Mày á, mày về mày phụ má mày làm bánh này bánh trái rồi đi, đừng có ở đây nữa. Làm ơn đi về tao cái đi. Thôi ủa mình được đi. Alo. À. À Diệu đây hả con? Hả hả? Hả? À, con đang ở đâu vậy? Dạ thưa bố, con ở nhà hàng bố ạ. Con đang ở nhà hàng à? Hả? Con học cái thói nói dốc này hồi nào vậy? Hả? Nhà hàng gì mà tiếng nhạc nó ầm ĩ như muốn xé lỗ tai người ta vậy? Hả? Con nói thiệt đi, con đang ở đâu? À, dạ thưa bố, chuyện là thế này. Các chị ấy đang tổ chức tiệc mừng con thăng chức em mà bố. Trời ơi, Diệu ơi. Mọi việc lại bắt đầu. Ta đi vào cái vết bánh xe đổ trước kia nữa rồi. Trời ơi, tại sao con lớn mà con không có khôn gì hả Diệu? Hả? Hả? Sao con không chịu rút kinh nghiệm những cái lần thất bại lần trước? Hả? Đã bao nhiêu lần con nói dối với bố rồi? Con đi với cậu An Đông, với cậu Mạnh để con bàn chuyện gì đó. Hả? Nhưng mà kết quả của những cái cuộc bàn thảo là như thế nào? Hả? Mọi việc là rối ren là ê chề nữa. Tại sao con chưa rút kinh nghiệm vậy? Hả? Bố đã nói với con rồi. Diệu à, bố không muốn xoáy vào cái nỗi đau của con. Nhưng mà bố không thể nào bố dương mắt nhìn con lại phạm vào những cái sai lầm như lần trước nữa, con hiểu không? Ông ơi, đừng to tiện vì con như rửa. Nó buông thì nó đi thư giãn về bạn bè thôi mà ông. Bà thì biết cái gì hả? Biết gì mà bà nói vào? Bà lúc nào cũng bên nhỏ không à? Hả? Nè Diệu à, Diệu nè, con nói cho bố biết đi, con đã ở cái nhà hàng nào? Nhà hàng nào mà có món đặc sản nhạc cà giật đó hả? Nói cho bố biết. Đúng 11 giờ đêm bố sẽ đến đón con về. Bố à, không ạ, bố không cần phải đến đón con đâu ạ. Các chị ấy sẽ đưa con về tận nhà mà bố. Trời ơi, con lại nói dốc nữa rồi. À, cái đám đàn bà bị chồng chê chồng bỏ đó làm sao nó đưa con về được hả? Không bố ạ, con nói thật đấy. Bố đừng đón con ạ. Chị Thanh sẽ đưa con về, chồng chị ấy có ô tô. Anh ấy sẽ đến đón và đưa con về tận nhà bố ạ. À, bố ạ, con Đinh Lâm ở đó không? Con muốn nói chuyện với cậu ấy ạ. Gặp Đinh Lâm hả? Cái thằng trời đánh này nó còn đi đâu được nữa ngoài cái nhà này. Từ hồi chiều tới giờ nó ăn gần hết cái tủ lạnh của má con rồi nè. Trời ơi, bác nói quá à, có ăn. Diệu à, mình ăn có hai chén cơm chiên trứng với lạp xưởng thôi. Bác nói quá à. Nè Diệu nè. Nè, bố cấm con, bố yêu cầu con không được nói dối nha. Hả? Bây giờ con là một tổng giám đốc rồi. Con đang đứng trên muôn người nhìn vào con. Con phải biết giữ gìn tiếng tâm của mình trước cái mắt các người đồng nghiệp chứ. Thấy không? Mà muốn giữ được cái chuyện đó trước mắt, con phải giữ gìn kỷ cương gia phong của nhà mình chứ. Đúng không? Vâng ạ. Con sẽ nhớ rõ lời bố dạy ạ. Làm đúng như lời bố dạy ạ. Nhưng mà bố ơi, cho con gặp Ninh Lâm được không bố? Nói chuyện như Lâm hả? Rồi, nè. Đến lượt con. Nói lẹ anh đi. Không phải mày cà kê giờ không có tiếng ủng hộ kìa. Bác qua đây đi. Alo Diệu hả? Sao hôm nay sao rồi? Tình hình tốt không? À, tuyệt lắm cậu. Ô, tốt hả? Vậy thì mừng quá, chúc mừng Diệu nha. Nhưng mà Diệu nè, Diệu nha, nhớ nha, bây giờ là cái lúc quan trọng nhất á.
Diệu là phải chứng tỏ được cái sự thông minh, sự nhanh trí, sự tài giỏi của Diệu. Mình tin á, đây là cái thời khắc á, là sẽ là chiếc chìa khóa dẫn đến sự thành công sau này của Diệu đó. Ừ, nhưng mà quên nữa, Diệu làm gì làm nhớ nha, bên cạnh Diệu còn có một người bạn đó, đang bị thất nghiệp nè, đang ngồi đây nè, ăn trực ở nhà này đó. Cái nào, nếu mà có cơ hội á, thì Diệu viết cho mình một cái tờ đơn đi xin việc, việc gì cũng được. Ê, hay là lái xe cho Diệu đi, tài xế riêng vậy đó, lái xe chở Diệu đi làm được không? Thì tớ mới gọi điện cho cậu để nói về chuyện này này. Nhưng Lâm à, tớ xin trân trọng thông báo, tôi là Hoàng Hoa Huyền Diệu, tổng giám đốc công ty thời trang SBBT, quyết định bổ nhiệm anh Lâm Kazo làm phó tổng giám đốc phụ trách về tài chính. Cái gì? Mình á hả? Phó tổng? Đinh Lâm à, chứ còn ai nữa trong thành phố này và ai có biệt danh Lâm Kazo như cậu hả? Này, ngày mai đến nhà tớ sớm và đi với tớ đến công ty nhé. Ôi trời ơi, làm gì vậy? Cái chi rửa hết. Trời ơi, trời ơi, Diệu ơi, cái tin này á nha, giống như là mình là người đầu tiên lên sao quả luôn đó. Cuộc đời này sang trang rồi, con sang trang rồi bác ơi. Chị. Sang trang rồi. Chị mới mừng rửa. Linh Lâm bây giờ làm phó tổng thống. Cái chí phó tổng thống. Phó tổng giám đốc công ty SBBT, quản lý về tài chính. Thiệt không? Làm phó tổng giám đốc. Dạ. Thiệt không? Diệu mới nói tức thì. Ôi trời ơi, trời ơi, mừng quá, vui quá ha. Bà còn hùa thế nói, bà còn hè. Trời ơi, cái thằng này nó dốc, nó không biết ngượng miệng. Cái thứ của nó nè, nó xin làm phó lò bánh mì cho má nó. Má nó chưa chắc chịu mướn nữa, đừng nói chi là phó tổng. Rồi được rồi, bác cứ ở đó bác cười bác nhào con đi ha. Kể từ ngày mai nè, con sẽ cho in cà physics, con phát cho bác một cái, thậm chí là mấy cái luôn, bác cứ để đó bác xài từ từ. Cơ hội đến rồi. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu, dẫu luôn là có nhau. Tôi và em đúng hai người thân, thì yêu thế nào, thì yêu thế nào, thì yêu làm sao. Giống như là hai vì sao, đêm đêm cũng sáng thôi, có bao giờ xa được nhau, vẫn không gần sẵn đâu. Tôi và em kết đôi bạn thân thế thôi, bạn thân thế thôi, người thân thế thôi, người thân thế thôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Sao không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần, em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần, em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi.